Nếu như các bạn đang tìm kiếm một mẫu loa giá cả phải chăng, thiết kế nhỏ gọn, chất lượng âm thanh hay và sống động, thì loa kéo Hosan T19 sẽ là một sự lựa chọn thích hợp cho nhu cầu sử dụng trong gia đình của các bạn. Và bây giờ, các bạn hãy cùng với Linh Kiện Store khám phá xem mẫu loa này có gì đặc biệt nhé. Được đánh giá là mẫu loa thời trang nhất trên thị trường khi sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật về ngoại hình. Chiếc loa Hosan T19 của chúng ta bao gồm chất liệu thùng gỗ cao cấp được bao phủ bởi lớp da chắc chắn tạo nên độ bền cao. Loa kéo Hosan T19 bao gồm 3 màu sắc nổi bật, xanh navy, đỏ mận và nâu cà phê. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn theo sở thích cũng như là thể hiện phong cách riêng của mình. Chiếc loa có thiết kế hình chữ nhật nhỏ gọn và với khối lượng chỉ với 7kg, cho phép người dùng tiện lợi mang loa đi bất cứ đâu hoặc đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Chiếc loa còn được trang bị thêm một quai sách và 4 chân đế, giúp linh hoạt hơn trong việc di chuyển và không làm bẩn bề mặt da của loa. Về phần màn lưới được thay thế bằng những sợi vải được đan cách điệu vô cùng tinh tế, tăng thêm vẻ đẹp cho loa cũng như là giúp cho chất âm thoát hơi tốt hơn. Dù sở hữu vẻ ngoài nhỏ gọn nhưng người dùng hoàn toàn có thể yên tâm vào chất âm mà dòng loa kéo Hosan T19 này mang lại. Với hệ thống âm thanh bao gồm đầy đủ một loa bass 25 xăng và hai loa treble, loa có mức công suất 150W, cung cấp dải âm trầm mạnh mẽ, cho phép người dùng thử sức với lại nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Bên cạnh đó, loa sử dụng công nghệ Bluetooth 4.0, cho phép người dùng tìm thiết bị và kết nối nhanh chóng. Với đường truyền ổn định còn giúp nâng cao chất lượng âm thanh, hạn chế tối đa tình trạng rè, mất tiếng hay giới hạn phạm vi khoảng cách. Hệ thống bản mạch được bố trí ngay trực tiếp phía trên của loa giúp người dùng dễ dàng chỉnh khi hát karaoke. Loa sẽ bao gồm đầy đủ cổng cắm nguồn, thẻ nhớ, nút vặn điều chỉnh âm thanh bass, treble, echo của loa và cả micro, giúp hỗ trợ tái tạo âm thanh hoàn hảo và phù hợp hơn với tông giọng của người hát. Với phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy sẽ bao gồm dây sạc và hai micro không dây UHF cao cấp. Micro được tích hợp công nghệ mới giúp nhẹ hơi khi hát, thu và phát âm thanh chuẩn hơn, mang đến chất âm chân thật, không bị bể tiếng, giúp các bạn có thể tận hưởng trọn vẹn những giây phút giải trí tuyệt vời cùng với âm nhạc. Chúng ta vừa mới đi qua những tính năng nổi bật của sản phẩm, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng với Linh Kiện Store trải nghiệm âm thanh cũng như là micro của chiếc loa kéo Hosan T19 nhé. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I've seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. Protecting my soul. I'm
đó là tất cả những thông tin nổi bật của chiếc loa kéo Hosan T19 mà Linh Kiện Sao muốn giới thiệu đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Nếu như mọi người có thắc mắc gì về chiếc loa này thì mọi người hãy nhanh tay liên hệ vào số hotline của Linh Kiện Store 0937 374 784 hoặc để lại bình luận ở phía bên dưới comment nhé. Cảm ơn mọi người đã xem clip và hẹn mọi người ở những video clip tiếp theo.